Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Á hậu tường sang hiếm hoi cho ái nữ lên sóng, nhóc tỳ lớn phỏng phao với đôi chân dài hệt mẹ mình. Mới đây nhất trên trang Instagram cá nhân, Á hậu tường sang hiếm hoi khoe hình ảnh của mình bên con gái nhỏ. Nàng Á hậu diện đầm trời vai tông hồng phấn ngọt ngào, về nhan sắc quyến rũ cùng thân hình thon thả khó cưỡng. Tường Sang từng cho biết cô tăng ký khá nhiều và rất vất vả khi lấy lại vóc dáng thời còn son rỗi. Trong lần đăng ảnh mới này, Tường Sang còn hé lọ thêm về ái nữ. Cô bé được mẹ diện cho đầm tông be nhẹ nhàng, tóc buộc hai chùm đen lấy, làn da trắng nõn và đặc biệt là đôi chân dài được thừa hưởng từ người mẹ á hậu. Công chúa nhỏ chưa đầy 2 tuổi mà đã lớn vọng phao. Dù Tường Sang vẫn che chắn mặt của con gái, nhưng dân tình vẫn cho rằng dung mạo của bé sẽ rất xinh xắn như mẹ mình. Á hậu Tường Sang khoe nhan sắc rực rỡ cùng thân hình siêu quyến rũ. Tường Sang hiếm hoi khoe con gái gần 2 tuổi, lớn phòng phao, cô bé thừa hưởng nhiều điều từ mẹ. Tường Sang đang rất viên mạng với tỏ ấm của mình. Khoảng cuối năm 2020, Á hậu gây bất ngờ khi thông báo lên xe hoa với bạn trai giấu mặt ở tuổi 20. Tại lễ cưới, cô dâu Tường Sang khoe nhan sắc thuần khiết vạn người mê bước sang tuổi 21 người đẹp tiếp tục tạo bất ngờ khi công khai đã sinh con đầu lòng hiện bị nhân gốc Hà Thành vẫn giữ bí mật hình ảnh ông xã và con đầu lòng trong những hoạt động gần đây của nhà Sen vàng người hâm mộ có dịp tròn xoe mắt trước vẻ đẹp của tường sang mỗi khi cô xuất hiện theo đó sau khi thành công lấy lại dáng sau sinh mẹ một con này sở hữu vóc dáng thon gọn tự tin cân mọi kiểu dáng váy áo đặc biệt khi đỏ sắc vàng hoa Á hậu đăng quang sau này người đẹp không hề lép vế Khoảnh khắc được ghi lại bởi tim qua đường của Tường Sang cũng chất lượng cao không kém. Thậm chí người đẹp còn được ví như mỹ nhân Tân Cương, cổ lực Na Trác hay thần tượng Hàn Quốc bởi vẻ đẹp tinh khôi. Với vẻ đẹp hiện tại, nhiều fan sắc đẹp cũng mong có cơ hội nhìn thấy nàng Á Hậu dự thi một đấu trường nhan sắc. Bạn nhận xét như thế nào về nhan sắc này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.